Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách tạo ra một cái video như các bạn vừa xem. Để làm được cái video này, các bạn cần chuẩn bị cho mình. Thứ nhất là các bạn tải cho mình cái ứng dụng KaiMaster. Rồi, thứ hai các bạn chuẩn bị cho mình cái tệp này, hiệu ứng video 19.k. Cái tệp này nằm dưới phần mô tả của video nha các bạn. Rồi, và một phần nữa là những cái bức ảnh để tạo ra video với các bạn. Sau khi tất cả các bạn đã chuẩn bị ba vật liệu, thứ nhất là ứng dụng CapMaster, thứ hai là tệp và thứ ba là hình ảnh, thì bây giờ mình mở CapMaster lên ha. Ở đây thì các bạn chọn dự án mới nè. Ở phần này thì các bạn chọn là 16.9. Tiếp tục các bạn chọn là nhập dự án. Rồi các bạn chọn OK. Ở đây thì các bạn chọn là hiệu ứng video 19.k. Rồi, như các bạn đang thấy là nó xuất hiện một cái dự án ha. Bây giờ mình chỉ việc thay đổi những cái bức ảnh ở dự án này bằng những bức ảnh của mình là xong ha. Rồi, các bạn chọn bức ảnh nè. Đây. Rồi, ở đây thì các bạn chọn chữ thay thế ha. Rồi tìm bức ảnh của mình. Mình chọn bức ảnh này đây. Rồi, các bạn nhìn đi. Thấy nó phù hợp, nếu nó phù hợp thì mình để, còn không thì các bạn điều chỉnh tới lui lớn nhỏ hoặc là xoay tới xoay lui gì nó phù hợp thì thôi. Hiện tại thì nó phù hợp rồi nha các bạn. Tiếp tục tới cái bức ảnh thứ hai. Ở đây thì các bạn vẫn chọn là thay thế. Rồi, tìm bức ảnh của mình và chọn bức ảnh của mình. Nó nếu là phù hợp thì thôi, còn không phù hợp thì các bạn cân chỉnh sao cho nó phù hợp. Vậy là OK nha các bạn. Rồi, tiếp tục bức ảnh thứ ba cũng làm tương tự luôn. Các bạn chọn thay thế nè. Rồi, chọn bức ảnh của mình và lấy bức ảnh đó ra. Nó, rồi, cái này là OK. Rất là đơn giản nha các bạn. Rồi, những bức ảnh thứ tư, thứ năm hoặc là đến những bức ảnh cuối cùng các bạn làm tương tự như vậy là xong ha các bạn. Rồi, mình xin tạm dừng video ở đây luôn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.